cô ơi, con nhờ cô làm vô dĩa này giùm con 4 phần. Tên của con là do cái đặc trưng ăn nhiều quá cho nên con thường hay mang cái dĩa đến quán. Nhờ cô làm cho con 4 phần vô đây nha. Da mực nhồi thịt nè, sườn cốt lết luôn, cái ốp la, ba rọi và một miếng gà. Dĩa này một mình con ăn hết cô. Con ăn có hết đâu, nhiều lắm. Con ăn chỉ một phần đầu thôi chứ đâu có ăn dữ vậy. Con ngồi đây con ăn cho cô coi luôn mà. Đi lâu lâu quá vậy, anh có biết quán này là người ta bán rất đông khách không à. Mình còn phải gấp rút lên mà anh nghe mùi hôi quá hả, giống như mùi rác quá vậy à. Thì đây là quán cơm tấm bãi rác mà à, thế làm sao mà à kìa bãi rác cái nhá. Rồi thì hello, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Funny Hùng đây. Hôm nay mình Võ Sư Lộc sẽ qua bên quận 4 nha cô Nam Lương ơi, và các anh em quận 4 điểm danh nào. Và hôm nay mình muốn giới thiệu đến cả nhà đó là quán cơm tấm bãi rác, thì địa chỉ ở đây là số 73 đường Lê Văn Linh, quận 4. Lê Văn Linh chứ không phải Nguyễn Văn Linh nha, đừng có lộn nha cả nhà. Nay có khẩu trang xịn quá vậy, biết anh đi ăn cơm tấm bãi rác còn nên chuẩn bị khẩu trang giữ bãi nhà hết khẩu trang trùng hợp thôi. Rồi đây là không gian quán nè à. Rồi giờ mình sẽ tranh thủ vào trong nha, tại giờ cô nói là bây giờ cũng đang rất là gấp á cho nên mình tranh thủ đi. Rồi nha ơi, thì ở đây quán bình đoán đang rất là đông cho nên cô không thể nào trả lời được mình, nên mình sẽ quay cho cả nhà coi những cái món ăn rồi sau đó mình sẽ gọi ra bàn luôn ha cả nhà. Quán của cô thì đã bán ở đây là được trên 30 năm rồi, trên 30 năm. Sườn lên, sườn chắc là sẽ từ trong nhà đem ra. Mình thấy cái cách mà cô bày trí á, nhìn rất là chuyên nghiệp ha. Mỗi dĩa có thêm cả cái miếng bọc thực phẩm nữa nè. Đó. Nhìn rất là sạch. 180 ngàn á đại. Em thấy nhiều món nè. Đây là gà nè, gà này đúng to luôn cả nhà. Đây chắc là da cá, còn đây là da heo quay ha, heo chiên, chả nè, tai heo này mình thấy đây cũng nhiều người gọi nè. Miếng chả của cô kìa cả nhà, miếng xuồng ở đây nhìn cũng màu nhìn tươi lắm nha. Đó, có trứng nè, rồi có mực, rồi có xíu mài, lạp xưởng, đó xuồng. Cái này là thịt heo, giống như thịt heo quay kho ha. Đó, cả nhà coi những cái dĩa cô làm ra thì nó sẽ thành như vậy. Gấp rút quá. Rồi, thôi giờ chắc mình order luôn đi. Mình gọi món luôn đi, rồi mình ăn. Cô ơi, con nhờ cô làm vô dĩa này giùm con 4 phần. Tên của con là do cái đặc trưng ăn nhiều quá cho nên con thường hay mang cái dĩa đến quán. Nhờ cô làm cho con 4 phần vô đây nha. Dạ, con ăn mực nè, con ăn sườn cốt lết, rồi trứng ốp la với lại ba rọi. Cái này là sườn non. Ở đây mình thấy tóp mỡ nhìn cũng hấp dẫn lắm. Có lấy cơm không? Dạ có. Dạ cơm để dưới cái thức ăn để trên. Dạ. Chắc lần đầu tiên cô bán kiểu này nên cũng hơi khó. Đó, lấy 4 phần cơm. Tôi chia thành 4 phần á. Đúng rồi. Quán đông lắm luôn anh ạ. Cơm bị chả lấy tiền rồi á. Đó đông. Rồi 4 phần cơm. Dạ là mực nè cô. Mực nhồi thịt á. Đây con cầm cho ha. Con cầm cho. Rồi cô lấy. Dĩa mực. Đây. Dĩa ngọt, dĩa gà. Rồi cái nào nè? Dạ mực nhồi thịt nè. Đó, mực nhồi thịt. Còn ai qua thử lấy sao? Sườn cốt lết luôn. Dạ một cái ốp la. Một phần riêng ra phải không? Dạ đúng rồi, mỗi phần riêng. Cái ốp la này cô cho đi với sườn cốt lết đi.
rồi thêm một miếng ba rọi và một miếng gà, rồi đủ rồi đó, bốn phần. Là giờ cô có bán kiểu này bao giờ chưa cô? Dạ chưa bao giờ. Dĩa này một mình con ăn hết cô? Con ăn có hết đâu, nhiều lắm. Nhiều lắm hả? À, con sẽ cố gắng, tại con nghe nghe món ăn cơm tấm của mình lâu lắm rồi. Nay con mới có dịp ghé qua. Tiền ơi, con ăn chỉ một phần đầu thôi chứ đâu có ăn dữ vậy. Con ngồi đây con ăn cho cô coi luôn mà. Rồi, rồi, đây con cầm. A few minutes later. Nay đến với cơm tấm bãi rác, một trong những quán cơm tấm mà phải nói là từ khi mà mình mới làm YouTube cho tới bây giờ được rất là nhiều bạn comment góp ý là mình đi quay. Thì hôm nay có dịp mình qua và đã được làm một cái dĩa rất là chất lượng. Bây giờ giấc mà mình cũng có neo đầu clip á, tại do cô cũng bận nên mình không có hỏi được nhiều. Thì về món ăn ở đây á, hồi nãy mình hỏi là món xương cốt lết á, hình như có giá 55.000. Và ba rồi thì có giá là 65 hoặc là 70 gì đó nè cả nhà. Nói chung là những cái món ăn nhìn rất là ngon, nhìn ngon lắm và nổi bật hơn so với một số quán bình dân khác. Đó. Rồi giờ mình dứt nha. Cả nhà sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 3 2 1 bắt đầu. Mời cả nhà nha, đến với thử thách cơm tấm bãi rác. Vô. Qua quận 4 rồi. Phải đi nhẹ nói khẽ thôi. Wow, nước mắm này chỉ cần ăn với cơm không thấy ngon. Cái này có thêm một cái mỡ hành nữa cả nhà, nó tạo cho mình một cái vị hơi béo một xíu, đã quá. Thêm mấy miếng gà nữa. Rồi gà kìa. Cái gà này là lọc. Wow, mặc ống hả? Cái lớp da của nó ngọt ngọt. Cái mùi giống như mặc ống vậy á, không biết phải mặc ống không ta. Còn cái thịt này thôi chứ, mềm khỏi chê rồi. Cảm giác như cái này được ướp rất là thấm vị luôn. Nhưng mà sao nó bẹt bẹt ra ha? Tại vì người ta cắt ra à. Để cho những miếng nó bự. Thật ra đây là một cái đùi chứ không phải là góc tư đâu nha. Ra không có hồng rác ha. Thôi mình để đây đi. Ra không có hồng rác. Cả nhà có nghe không? Xa xa có tiếng chuỗi á. Chất lượng. Nước mắm cay cay làm cho cái đầu lưỡi mình tê lên, kích thích mình ăn nhanh hơn cả nhà. Rồi gà rồi mình giờ mình thử qua miếng này đi. Xương, miếng xương cốt lết. Thịt mềm, còn có lớp khác giống như là nướng than vậy á. Nhưng mà ở đây mình thắc mắc gái là mình không có thấy than, nhà đem ra không biết là nướng như thế nào ha. Bắp mỡ đây cũng là một siêu phẩm. Wow, cô có cho mình thêm một chén tóp mỡ để mình review nữa nha. Ngoài cái tóp mỡ mỡ hành ra thì còn có tóp mỡ khô nữa. Đây. Nghe không? Cái mắm ngon quá, mình ăn hết luôn rồi nè. Đây là có một cái đầu mực nè, mình sẽ ăn nó. Cơm mực Squid Game. Nói chung mình ăn thì mình cũng phải nhớ đến người lớn. Cái đầu này thì mời bỏ xương lọc đi. Em biết món hồi nãy anh ăn cũng chưa no đâu. Mời anh. Ok. Hơi khó lấy. Nước giờ cũng no rồi. Rồi. Giận quá cả nhà ơi. Mình phải biết kính lão đắc thọ. Cái lục không phải, mình phải biết kính trên nhường dưới. Đúng rồi. Phải đã bỏ sụp ăn cái đầu. Ngon quá cả nhà ơi. Anh nghe mùi gừng. Gừng hả? Mùi gừng trong mực á. Để anh thổi gắn thôi sao. Ơi chưa có thấm nước mắm, mình phải lấy thêm nước mắm thôi. À trời, cái nước mắm này mà chỉ cần mua về nhà đó nha, ở nhà ăn với cơm của mình á, không cần phải là cơm tấm nó cũng ngon. Chiên trứng lên thôi, ốp la, ốp la nè. Còn nếu mà ăn cơm tấm thì độ ngon sẽ nhân lên gấp. Anh thấy gì không? Ứa ra rồi. Lông đào cả nhà ơi. Đây là cách mình hay ăn nè. Rửa một ít nước mắm vào đây nè, đó. Rồi mình sẽ ăn cái này cả nhà. Béo à? Anh nhìn anh cũng biết rồi đó. Mình có thêm một miếng lòng trắng vào thôi. Cảm giác bây giờ em đang rất là bùng cháy. Em đang cứu một cái quần thể ở đây thoát khỏi dung nham á anh Lộc. Trời ơi, ghê chưa? Ghê
chưa? Ăn nó thôi. Dung nham phát ra từ trứng. Rồi ăn thêm lòng trắng vào nữa. Nó có cái rìa hơi khét khét, hơi giòn xíu, ăn đã. Lớp mắt mà không? Mắt mà. Nhưng mà ở gần ở dưới biển ở đó thì sẽ có một con Squid Game ở đây. Kỳ quá nhỉ. Con mực thôi. Ê, ăn con này xếp hình được không anh? Nhưng em quên rồi. Nãy giờ em ăn máu quá em quên rồi. Quên cái muỗng không? Gì? Quên cái muỗng không? Đúng rồi. Không phải em quên đâu. Em để cái bịch mình ở trong luôn kìa. Chúc cô tưởng bịch rác. Quăng luôn. À, tổng tổng bãi rác. Ờ. Có bao nhiêu quăng? Quăng là bãi rác. Tại vì dĩa này á, theo như em thấy vừa sức em á, em không cần đến muỗng khổng lồ đâu anh. Cho anh coi nè. Đây à. Ôi. Thịt hả? Thịt, một nửa thịt. Trời ơi, theo cái lớp của nó nè. Ai chà. Ai chà không ơi. Sao giờ? Mời anh nha. Anh ăn không? Còn không ăn đâu. À. Nghĩ là hấp dẫn quá. Thì để... anh đi lấy cái này. Không có cái gì được kìa. Tai heo anh thấy nhiều người cũng ăn. Ăn thêm không? Ra món đó nhìn cũng ngon nhưng mà thật món đó không phải món hảo của em. À. Nên em đã gọi món đặc trưng là món mực nè, sườn cốt lết cũng như là ba rọi okay. Ba rọi chiên. Ở đây có canh không ta? Hả? Đây có canh không? Ờ. Anh không, không có canh hả chú? Rồi tiếp nha. Ở đây mình thấy cái sữa đậu nành này uống cũng rất là hấp dẫn cả nhà. Ăn cơm tắm uống với sữa đậu nành. Mấy lên chiếc xe màu xanh. Và chúng ta cùng đi bộ. Cảm giác giờ mình khát nước kinh luôn cả nhà. Bây giờ mình no mà mình vẫn khát nước. Quá kinh. Cái con mực này, cái nhân thịt của nó làm cho mình có rất là nhiều mùi vị. Mình không thể xác định được đâu là gốc, đâu là cái mùi vị chính của nó. Hùng ơi, dạ. Nãy giờ anh chưa thấy em ăn review thử đồ chua. Anh thấy đồ chua đây cũng hấp dẫn lắm. Nè, à, có để sẵn ở ngoài nè. Ê. Đồ chua. Đồ chua cho thêm một miếng mỡ hành vào. Mỡ hành có tóp mỡ sẵn luôn. Mỡ hành béo béo của dầu á. Chà. Không chan nước mắm vào, quên, niên này. Quên. Để thêm nước mắm không? Rồi, thêm nước mắm thôi. Tại vì mình ăn 4 phần ở cả nhà nên mình xin thêm nước mắm. Chú ơi cho con thêm 2 chén nước mắm. Ừ, chú ơi cũng ngon cơ. Giòn và tươi. Vừa ngon mà vừa chua chua một xíu. Ăn kết hợp với cơm rất là bắt vị. Anh thấy á, các cô chú ở đây á, kiểu anh em với nhau á. Ừ. Cảm ơn cô. Phân công nhiệm vụ rất là ok cả nhà. Em thấy cô giống như kiểu cô giống như người Hoa vậy. Không phải người Hoa đâu. Không có thấy chữ Hoa. Dàn vô. Ngon quá cả nhà ơi, mình đang ăn 3 chén nước mắm rồi. Ăn vừa thôi coi chừng mặn đấy. Mà món ngon thì làm sao bỏ quên ba mẹ được. Hả? Đúng không? Mua về cho ba mẹ hả? Đúng rồi. Anh mua không? Sao? Chứ nhà em giờ ăn hết rồi. Anh á hả? Anh thì anh tính mua cho mẹ anh á. Nhà em thì không ăn khuya. Mà món cơm tấm thì ở cái mai cũng ngon. Để thôi, em món khác đi. Trời ơi, giờ đồ ăn mình đã gom về hết một cỏ rồi cả nhà ơi. Đây, thằng trứng này mình phải triệt tiêu nó trước. Dạ, quay YouTube à. Đây, thằng trứng này. Ở đây mà có thêm canh đủ quà nữa ha. Tuyệt vời, Jimmy sột. Món đó không phải món hảo của em, tuyệt vời với anh thôi. Em thì em ba canh chua. Thôi, anh bây giờ món nào cũng không có tuyệt vời hết á. Anh giờ anh ứ hự rồi. Hồi nãy anh cảm giác anh ăn đâu có nhiều đâu Hùng, mà sao nó no quá. Anh uống nước á. Anh no kinh luôn á. Anh uống lít nước nữa. Anh uống hết chai kia, nước uống cam nữa. Thêm 2 ly trà đá, uống thêm 1 ly nước cam, uống 1 cái ly sữa đậu nành. Vẫn chưa hết khát cả nhà. Không, mà hôm nay mình nghe nói quán cơm tấm bãi rác này bán một mức giá cũng tương đối cao đúng không? Nhưng mà so với cái chất lượng món ăn ở cả nhà thì rất đáng để trải nghiệm. Dạ, và cái đồ lâu đời nữa. Nên là phải quyết định mua về thôi Hùng ơi. Đừng cản anh. Ok.
em sẽ không cản đâu. Anh mua về mà anh ăn luôn á hả? Cái gì? Hay là để mai ăn? Chắc là mai. Mua về mai ăn. Tại lâu lâu mới qua đây mà. Wow. Chứ nhiều khi anh nói chuyện nó hơi hổ báo chút á, hùng hùng thông cảm nha, giống giang hồ á, giang hồ thì phải lịch sự. Quan trọng là phải biết điều, lớn thì phải biết điều. Biết điều, không phải lớn. Em nói em đi. Anh thông, anh thông, anh thông bật cảnh hết. Đây được, có ai nói em đâu. Miếng thịt này cắn tới đâu là chất lượng tới đó luôn cả nhà. Nó không có bị dai. Nhìn nhìn cái sớ thịt thì cứ nghĩ là nó dai cả nhà, nhưng mà không. Trời ơi, nó hút tới máy quay vô nè. Thấm không? Thấm không? Thấm vị không? Thấm. Thường á, cái sườn mà nó to quá thì thịt bên trong á nó sẽ không có thấm vị. Nhưng mà ở đây thì ăn cảm giác bên trong cái sườn á nó ngọt lắm. Tóp mỡ đây. Xin lỗi mày nha bao tử. Tao đã ăn quá nhiều tóp mỡ rồi, nhưng mà nó ngon quá. Tại mình ăn sợ mập á. Ướp sọt luôn. Thôi. Nãy nãy gì cũng đòi ăn hết hết nè. Tại em giữ sức khỏe á. Trời, tới đây mà anh gọi về ăn đói cho em thì anh đi cười em ăn rộ quá. Nhưng mà hôm nay bảo đảm không gọi được đâu. Được cô bật lắm. Đồng lắm. Gọi mà cái kiểu cành nhây cô cho mấy nháp. Cô cho ra ngày bà rác. Cô dục cái dĩa không? Quăng ra. Giờ mày sao? Đó, lâu qua quận tư mà tụi con lắm trò thế. Rồi cái mực đây nè, cái da nó, cái lớp da bên ngoài của nó. Em thấy nó dài không? Dài, da nó hơi chứng, dài thôi chứ không quá dài. Tươi á. Dạ, hơi thôi. Quá trời thịt luôn á. Cô bận quá mình không có thời gian mình hỏi được cái món này bao nhiêu cả nhà. Nhưng mình nghĩ chắc cũng tầm 60, 55 hoặc 60 ngàn. Tại vì cái này là nguyên một con mực rồi. Thịt bên trong mà kiểu nó căng con mực nó luôn. Đây mình sang kiểu này. Này, này, này. Rưới mắm vô. Rồi cho tí cơm lên. Giống như sushi á anh Lộc. Ủa có nước cam hả? À đợi, nước trà, nước trà. Đó, cho thêm một miếng rau củ lên nữa nè. Giống sushi không? Đâu, sushi đâu. Nè. Mời cả nhà, sushi này thì quá bổ rồi. Chả thấy giống gì đó. Không thấy giống sushi. Giống gì? Không có thấy giống sushi, thấy giống như mấy cái gỏi cuốn mà bỏ thêm cái đồ chua ở trên á. Ủa, ngay bỏ hàm luôn á. Giờ mình thấy Phan Hùng thật là siêu nhân cả nhà rồi. Giờ mình no rồi mình thấy Phan Hùng thật là siêu nhân. Đây à. Ôi em chưa ăn cái này luôn á. Có loại quá. Thử miếng. Ba loại chiên. Siêu nhân ăn ăn theo cái trứng kho siêu nhân. Mình đang gà kè thanh niên á. Thanh niên khoái ăn trứng kho cả nhà. Ăn thêm trứng kho. Thì kêu thêm cái trứng review. Ủa trứng kho thì nó là trứng kho biết rồi ai cần gì review nữa. Em mới gọi trứng ốp la rồi mà. Coi nó lạ không? Nó lạ hơn cái các loại trứng kho khác không? Món đó em yêu thích mà. Yêu thích nhưng mà nãy em đã gọi trứng kho là trứng làm đào rồi. Từ chối ha. Từ chối món em yêu thích ha. Sau này sẽ bị nó quật. Nên họ quyết định là không có. Ủa? Thịt không bị cứng. Thịt ngọt lắm luôn. Miếng ba loại này rất là ngọt. Cả nhà thấy cái đèn không? Cái đèn nó kiểu như là ở trong cái không gian mà tối thui vậy nè. Kiểu quán vừa mang tới cái không khí mà hơi sợ sợ lắm cho mình á. Nên mình nãy giờ mình bình luận mình không dám nói to luôn cả nhà, mình nói rất là nhỏ. Cả nhà có nghe mình nói rõ không? Cả nhà ơi, có nghe rồi thì ủng hộ cho anh em mình một like và một subscribe nào. Mình đến đó thì gặp cô chủ, cô cũng bận á, nhưng cô không có trả lời được. Đổi mình. Ca được hả? Đúng. Đổi ca được hả? Chú nào vô làm kìa? Chắc là chồng của cô. Chồng gì? Chứ sao? Đúng ta. Hay là chú giữ xe nãy? Anh không nhớ một người chồng giữ xe ở quán rất nổi tiếng sao? À. Cũng vừa ra giữ xe vừa vô làm đó. Chồng của cô Huyền á cả nhà. Rồi trong cái miếng thịt ba đòn này á, ngoài thịt ra nó còn có một cái lớp da, lớp mỡ nữa nha. Đúng rồi, ăn nó cứ dính á. Nãy giờ anh muốn em nhận xét cái đó đó. Đó thấy không, một lớp thịt, một lớp lớp mỡ, lớp thịt, một lớp mỡ, một lớp da. Còn đấy, nhưng mà quán ở đây á cả nhà thì cái lượng cơm á vừa phải, nên bạn nào ăn cơm nhiều á có thể kêu thêm cơm thêm nha.
Rồi, cái này phải dùng tay thôi. Thôi, chắc cô nghỉ ngơi rồi. Hỗn chiến chở chó cả nhà ơi. Rồi. Có một con chó đi xâm phạm vô lãnh địa này á Hùng, bị dập liền nguyên bầy luôn. Giang hồ chở chó. Rồi, miếng bà đòi này, nếu như mà cái lớp bên dưới á thì nó dai dai, nhưng mà cái lớp bên trên á thì nó tan ra cả nhà ơi, và nó tạo cho mình cái vị rất là béo. Ở đây là chợ gì vậy cô? Chợ Sớm Chiếu. À, chợ Sớm Chiếu. Các bạn nào đi chợ Sớm Chiếu, ở gần chợ Sớm Chiếu, điểm danh nào? Chắc cũng ít nhất là một lần các bạn đã ăn cơm tấm bãi rác rồi. Em nghĩ là không đâu. Giống như em nè, đây là lần đầu tiên ăn luôn á. Nó ở gần. À, mấy bạn ở gần đây á. Cô Nam Lương ơi, cô Nam Lương có ăn ở đây chưa? Chắc cô ăn nát luôn. Chuẩn tư là cô Nam Lương sẽ đi kiểu như review. Một cách đó là chân thật nhé. Anh nhớ một kỷ niệm mà một cái quán cơm tấm mình cũng đi rất tối á. Cơm tấm ma đúng không? Gì? Ở bên quận sâu á. Cơm tấm đó nó nằm ở gần ngã tư Hậu Giang với cây gõ, và quán cơm tấm nó cũng trong cái không gian nó nhỏ nhỏ ven đường nữa cả nhà. Nhưng mà đi tới đó thấy những cái làn khói mà nướng sườn bốc ra và mình thấy không lẫn lộn đi đâu được. Đặc biệt ở cơm tấm ma ở bên đó thì các bạn sẽ được nghe những cái từ ngữ rất là chuyên môn về cơm tấm, sườn la, sườn chả la, xà bì chưởng, và thấy những cái màn bưng cơm, một bưng cơm mà từ vai xuống tới tay. Bữa đó em ăn đúng không? Bữa đó em ăn mà em đau qua tử luôn. Bữa nào quay lại đi anh ăn đúng không? Đúng rồi. Là bây giờ anh nhìn thấy những cái cơm tấm này anh thấy nó lại hấp dẫn rồi Hùng ơi. Em có thấy đặc điểm ở quán không? Vào thì sẽ cùng vào, ra thì sẽ cùng ra, chống lóc. Giờ quay rồi luôn. Thanh niên này kiểu như là cái mỏ neo quá cả nhà. Giữ khách. Khách này ra hết rồi, thanh niên vẫn còn ngồi để đón lượt khách mới vào. Nãy giờ em ăn nhanh mà. Nói chứ cũng thông cảm, thanh niên ăn 4 phần mà. Mỏ neo ơi, mỏ neo ăn thêm mấy món nữa đi để chờ đợt khách mới mỏ neo. Nếu mà ngồi ra mà khách không tới đó, mấy bà luôn. Đập tay. Không nên. Lúc đó thì anh không có đưa tay ra đâu. Qua quận 4, anh phải không? Phải hiện tình anh em chứ. Những anh em bên quận 4 rất là đoàn kết. Tự đọc mà anh rút lại chứ. Đoàn kết phải hát luôn. Thế mít cùng thương yêu nhau, ta là súp gần cũng súp luôn. Rồi che hết mắt thanh niên, thật là bá đạo, bá đạo trên từng hạt gạo, bá đạo trên từng hạt cơm tấm bãi rác. Thanh niên dùng văn thơ gì mà già giọng quá. Thì mình đang ăn quán cơm tấm bãi rác mà. Rút gọn lại đi nào. Bá đạo trên bá đạo trên cơm bãi rác. Thanh niên lại quên cái đó là có một công dụng gì rồi. Sao quên được, mà này dùng hơi khó. Cái chổi của thanh niên đó nha. Ngoài việc quét ra, nó còn có một công dụng nữa. Nó thấm cái đồ ngon vào trong hộp cơm. Có cái cây chổi lông gà, thanh niên Hùng sẽ dùng cây chổi thịt gà. Chất lượng quá. Nói chứ cũng no Lộc ơi, thịt nhiều quá, cơm thì không nhiều mà thịt nhiều quá. Nhưng mà nếu mà so với mặt bằng chung á cả nhà, thì ở khu vực quận 4 á, mình thấy các quán cơm tấm á, thì cái giá nó cũng xem nhau rồi. So với quận khác thì sẽ cao, nhưng mà so với quận 4 á, thì những cái quán cơm tấm mà nổi tiếng á, cũng xem giá nhau thôi. Nhưng mà nếu các bạn tới cơm tấm bãi rác thì các bạn hãy nhớ một điều rất là quan trọng. Khi các bạn tới đây á, các bạn ngồi ở vị trí những cái bàn nào mà có ngay ánh đèn á, các bạn chụp hình lên và lấy cái view ra phía ngoài một chút, thấy những cái khu chợ này kia là chụp bảo đảm là sẽ rất nhiều người nhận ra đó là cơm tấm bãi rác. Kiểu như á, mình chỉ cần chụp cái này mà quay ra ngoài đố các bạn đây là đâu. Đúng rồi, là biết liền. Đúng rồi. Nhắc đến những cái không khí mà ở chợ mà anh em mình nói á, thì mình cực thích đi chợ.
Hồi nhỏ mình rất là thích đi chợ chung với mẹ mình. Các bạn có những kỷ niệm mà đi chợ chung với gia đình không? Em thì em không có đi chợ với mẹ em được. Mẹ em bán ngoài chợ luôn. Cái đó là nhiệm vụ rồi đúng không? em là gọi là đi làm. Mẹ em là mỗi lần đi chợ đi từ rất sớm, em không thể nào mà dậy sớm để đi cùng được. Mới 2 giờ mẹ mình đi vậy. Ghê vậy? Đi lấy lòng đó. Gì? Đi lấy lòng và bán đó. Là lấy đồ đi lên lò lấy về mà anh. Về tới nơi mà em ngồi ngoài chợ bán luôn tới trưa. Em đâu có dịp đi chợ với mẹ không? Anh thì có dịp đi chợ với mẹ, xách giỏ cho mẹ á. Mà lúc nhỏ mà cái giỏ nặng quá mình xách nó cũng mệt cả nhà. Nên mình quyết định là có những cái món nào mà nó nặng quá mẹ mình mua bỏ vô giỏ, mình lỡ tay mình quăng lại chỗ cũ mà mình không báo mẹ mình á. Nice. Về mẹ mình kiểm tra lại không thấy cái món đó. Thanh niên này có những suy nghĩ đó. Giống như có lần thanh niên, cả thanh niên đi mua đồ xong rồi thanh niên làm rớt á. Thanh niên sợ quá không dám nói mẹ. Lấy tiền của mình ra để mua về chạy cho đủ. Còn bây giờ thì dục đồ lại cho người ta. Anh nhớ là anh dục cái bó rau với cái bịch cà chua thì phải. Mà ngày hôm đó là cả nhà, ngày hôm đó là đó. Rau thì để xào, còn cà chua để nấu canh. Và về sau không lút đồ ăn luôn, lấy thêm cà chua của cô luôn, bỏ thêm vào giỏ. Rồi khoe không? Rồi khoe với mẹ, thấy có thêm cà chua không? Nãy lúc mà mẹ đứng trả giá là con lén lén nhanh tay lén lén con bỏ thêm. Kiểu tưởng được khen đúng không? Kiểu lúc đó mình tưởng được khen nhưng mà bị chửi trong vài nhát đó nha. Nó kiểu mà mày mà bị bắt được không biết là mặt mũi tao để đâu. Trời. Chuyện nhỏ như con thỏ. Trời. Nhưng mà không biết tại sao là lại có tên là tấm tấm bãi rác ha. Thì nãy anh giải thích cho em đó, gần khu chợ mà sẽ có những cái bãi rác mà người ta gom rác gom đồ lại. Thường người ta hay gom ngã tư, ngã ba á. Anh nghĩ vậy á chứ anh cũng không biết. Thì đó thấy có bãi rác. Rồi, trước điểm đi. Ôi công an kìa. Anh công an biết mình kìa. Biết mình luôn hả? Biết mình kìa. Anh kêu là anh đó anh nói review á. Nhưng mà biết mình theo chiều hướng nào thì mình chưa chắc lắm nha. Kiểu như chị á. Kiểu anh là anh me mấy chú lâu lắm. Mấy chú phải qua quận 4 rồi mấy chú có những cái phát ngôn nó rất là ngông cuồng. Cũng no. Tối, chung là tối rồi nha. Cô vô trong cô nghỉ rồi. Ăn với một cái lượng đó như vậy không đơn giản. Hùng dứt điểm luôn đi. Hay lắm. Hello. Lẹ đi. Đố em là trong cái gì? Nghe quen lắm á. Lẹ đi. Mày hả bưởi? À. Thua đi cưng. Chọn đời bên em. Không. Mơ đi cưng. Thua đi cưng hay mời? Thua đi cưng. Trong đánh bại tiến lên mà ở trên tin đó. À. Nó hay lòng tiếng nó vô á. Ok. Thì giờ hôm nay mình đến nè. Đó. Vậy này thì hôm nay vừa sức mình luôn. Giờ là vừa no thổi luôn cả nhà. Tại bây giờ cũng tối rồi. Giờ 8:30. Nếu mà ăn thêm á và sẽ rất là khó ngủ cả nhà. Em nặng vậy thôi. Mà vậy là cũng cô cũng không tin rồi. Quán cơm tấm bãi rác. Một quán bán cũng rất là lâu đời rồi, được rất là nhiều các bạn YouTuber cũng như là TikToker đến để review. Thì hôm nay anh em mình mới có dịp, cũng như là các bạn đã yêu cầu á, nên anh em mình mới có dịp ghé qua để review quán cơm tấm ở đây. Thì cho tới bây giờ luôn mình chỉ biết được giá của cái miếng thịt cốt lết, còn mấy cái món khác á thì mình không biết giá lắm. Khoảng 60, 65, 70. Bây giờ muốn biết không? Muốn. Kêu tính tiền. Hay á. Thế kêu tính tiền. Chú ơi tính tiền cho con vậy này. Con uống bảy ốp à? Với sữa đậu nằm. Dạ. Nãy là con ăn một phần nhớ hả? Con 305 ngàn. 305 dạ. Ủa chú cái con mực là bao nhiêu chú? Dạ. Gà 80, 3 rọi. 70. Con lết là rẻ nhất đúng không ạ? Với ăn con trứng thì có 20-25 ngàn. Dạ. Còn cái miếng con lết là 55. Dạ, dạ, ok. Đây con gửi. Cảm ơn chú. Đó, thì đó là cái mức giá bên quán cả nhà. Đó, nhìn chung phần ở đây giá như vậy.
Và cái chất lượng món ăn như vậy thì mình nghĩ là cũng phù hợp. Tại vì cả nhà cũng thấy á, nếu như mà quán bán mà không chất lượng á thì quán sẽ không thể đông khách như vậy. Nên mình đến khách rất là đông và mình... Dạ, cảm ơn chú. Đúng rồi chú. Rồi, ủa chú, cái nước lại tính luôn rồi đúng không? Dạ, tưởng chú chưa tính. Thì và nhận xét về món ăn ở đây nha, mình cảm thấy được là cái miếng xuồng rất là chất lượng, xuồng non nè, xuồng cốt lết nè, cho tới cái ba ròi cũng như là mực ở đây nữa, và miếng gà, trộn miếng gà hình như là tẩm mật ong rất là đã, và trong đó là còn có cái món trứng ốp la lòng đào. Thì cái trứng ốp la này á họ làm rất là hay. Họ làm cái lòng đào kiểu như á là vẫn còn chưa chín, nhưng mà cái lòng trắng á thì đã chín và giòn giòn, rất là nhiều mùi vị cũng như là độ mềm, độ cứng, độ dai, lớp mỡ nè, lớp thịt nè, từng lớp mà do là bên trên cái miếng á thì nó hơi khác, nếu mình không ăn cái lớp da mình chỉ ăn bên dưới thôi mà cảm nhận ok lắm nha cả nhà. Nước mắm cũng ngon và quán còn có thêm cái chén tóp mỡ cũng như là chén mỡ hành để mình ăn kèm. Thì tóp mỡ ở đây giòn và thơm lắm nha. Rồi nói chung là đầy đủ hết, có cả khăn lạnh này kia. Thằng lạnh có luôn cả địa chỉ đấy, tâm tắm bãi rác 73 Lê Văn Linh, phường 13 quận 4. Rồi, anh em mình cũng có một cái fanpage trên Facebook, nếu những người yêu mến nhìn muốn cập nhật sự kiện mini game event hãy like và bài đóng hộp cho mình nha. Đúng rồi, phần mô tả và mọi người hãy đăng ký luôn cho kênh. Dạ, Phân Đi Hùng Vlog và kênh YouTube của Võ Sư Lộc. Đừng quên tóc anh em mình là Phân Đi Hùng 1116 và Võ Sư Lộc, và ai tới toàn ngắn là Phân Đi Hùng Võ Sư Lộc và Võ Sư Lộc Phân Đi Hùng. Trong thời gian sắp tới, như các bạn có bất cứ thách nào thì hãy để lại bình luận comment mình đi xem xét và đưa những lộ phù hợp nhất để làm clip cho cái này cũng thích nha. Ok, xin chào các bạn. Hôm nay đen quá vậy.